Hôm nay ngày 21 tháng 1, Viện Vắc -xin và Sinh phẩm Y tế sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Covid -19, phòng Covid-19. Chuẩn bị cơ sở vật chất làm tiền đề tiêm thử nghiệm. Covid là vắc xin Việt Nam thứ hai được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người. Vắc xin này do Viện Vắc -xin và Sinh phẩm Y tế Ivac sản xuất, được đánh giá rất khả quan vì vậy, nhà sản xuất và bộ y tế đã đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm trên người sớm hơn gần 2 tháng so với dự kiến ban đầu. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ diễn ra trong 3 tháng kể từ khi khởi động vào sau Tết, gồm 120 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm ở độ tuổi từ 18 đến 59, khỏe mạnh, không mắc bệnh nền và được sàng lọc kỹ.